Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá chứ. Chuẩn bị tô phạc đấy ô, ca tô phạc ngay ngay ô. Ta xin tô phạc đấy ô. Cái điều mình cũng phải vui. Xếp bắt thằng ấy ra. Xếp tăng mình nha. Thì xếp bắt vừa đóng về đấy. Cái xếp bắt tốt mình nữa ca. Nó lại cơm chơi cơm nướng khổ lắm nè. Mưa ra mưa ra đi cắt cho cái lắm. Tố mưa rồi mới đấy. Nó bảo mưa cơm chơi về. Nó bảo thì kì bàm. Ừ, nhưng thằng may mắn tí nè. Đây em ấy. Sao mà sao cái này. Cùng là đấy bà thi ra ca. Cùng là mùi mà bà thi ra nè. Nhà ơi, cháu thi bố bé lá tôi ư. Tôi mưa. À đâu phải xéo chỉ tôi xây với chứ. Chỉ vam cho mưa luôn này. Cảm ơn rất là nhiều nhá, cảm ơn anh chị nhá, cảm ơn hai anh trai. Trên xe thì vẫn còn hát các bạn ạ, cũng muốn về luôn ạ, nhưng mà vì trời tối. À, cuộc sống mà các bạn ạ, luôn luôn vui vẻ nhá. Cái này các anh chị lên xe. Cái
anh chị rất là nhiều. Nói chung là cuộc sống là chỉ cần vậy thôi là vui rồi. Tại Quảng Trường Cứ Rút Đắk Nông, cảm ơn tất cả mọi người. Đấy, cuộc sống nó như vậy đó các bạn ạ. Chỉ cần như vậy là vui rồi, không cần suy nghĩ gì nhiều đâu. Còn dân tộc khác thì mình không biết, nhưng mà dân tộc Nùng là lâu lâu là có cái lễ hội đi giao lưu như vậy là mình thấy tuyệt vời rồi. Xin video cuối cùng xin gửi toàn thể, chúc tất cả anh em và các bạn luôn luôn có một năm, bây giờ cũng vào tháng cuối tháng 15, trung thu 15 rồi. Thì chúc anh chị luôn luôn nhiều sức khỏe, mùa màng bội thu trong cuộc sống nha. Đây này, anh cameraman này phải dọn rác này các bạn này. Một hành động rất là tuyệt vời nhá. Chào khán giả một cái đi anh ơi. Video kết thúc rồi, anh cameraman phải canh các bạn. Con vội về quá nên mình phải dọn. Các bạn cũng canh Nắng Cao Nguyên cũng chuyên về video hát xí nhá. Vâng. Đây, anh trai cũng quay chuyên về lễ hội các dân tộc. Dân tộc Tây Nguyên nhá. Dân tộc Tây Nguyên, kênh của anh trai là kênh Nắng Cao Nguyên này, cũng chuyên về video lễ hội các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Của anh trai rất là đẹp các bạn ạ, mình không bao giờ quên được, phải dọn rác ấy. Đây, bên này còn một nhóm nhỏ nữa rồi. Trời cũng đã chuẩn tối rồi các bạn, gần 6 giờ tối rồi. Đây, còn hai anh chị đang hát cuối cùng đây. Thôi để đây máy đây một tí đi. Đi cả ngày mà không có thời gian để uống nước đâu các bạn ạ. Giờ mới đến chủ quán để uống nước. Tôi đặt máy qua đây cho anh chị quay một xíu đi. Để về để nhớ lại đi. Na cứ bồ đại la du thoại như na kiến cả ba na lâm lê ba na lư